Thí dụ đây là kẹo hồ lô bằng đứa thích ăn nhất nè. Bần tăng đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Chị ăn nếu hòa thượng không ăn, ta ăn vậy. Quạt cái nhìn chỗ, ai mà đã từ chối chứ. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm thương tư bi ấy, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Mùa này trong tay bóng nàng, mùa đề trắng. Rất đẹp. Nhìn người hoa rơi hữu ý, tiếng nước chảy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng hoa rơi rối loạn. Mùa đời không nghe tiếng nàng, hồng trần đã bay độ hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ vỡ. Không đổ.